rồi. Chính nó phang cái búa vào mông của chị Bóng. Sợ quá, lúc ấy sợ lắm luôn ấy. Thế là phải cởi mắt ra để xem là chị mình có sao không. Khi mà chị lên sàn boxing thì thôi, rất sợ hãi. Diệp Lâm Anh thì còn nói làm gì nữa. Đúng nghĩa là chiến thần, lúc thích bánh bèo thì bánh bèo được, mà lúc thích manly thì vẫn rất là manly. Thấy vui mà, mình thấy vui thật sự. Mà mình cảm thấy khi mình dành trọn tâm trí của mình ấy, và cái sự mong muốn của mình ở trong cuộc vui, thì mình mới tận hưởng vui trọn vẹn được. Một bất ngờ ập đến trong tập phát sóng tuần này. Và hôm nay sẽ có một nam khách mời đặc biệt sẽ đồng hành cùng với chúng ta. Ê hả? Ai vậy? Ai vậy? Ai nữa? Là đem ảnh về nhà chung hả? Việt Nam nghệ sĩ. Vui vẻ. Đáng sợ. Những hình ảnh bất ngờ, bất ngờ chưa từng có của các chị đẹp. Khi mà nhận một cái đề bài mà cái đề bài mình nó gặp trục trặc á, thì cái cách mình xử lý tình huống và cái cách mình đối phó với vấn đề đó như thế nào á, đó là thấy được cái bản lĩnh của mọi người. Thế là lên sân khấu thì hát thì chỉ phải giải diễn hài à? Châu có để ý rằng là mọi người đang dán cái lời bài hát ở sau lưng đúng không ạ? Nó chưa có cái độ hòa quyện để giữ cảm xúc Bandit ở lại với mọi người. Nhưng em cứ hát đi, chị không hề cười, không ai cười thế. Đây là một cái bài hát có thể nghe rất là chill, rất là hay. Nhưng mà để đưa lên được một cái sân khấu lớn thì nó là một cái việc không phải dễ dàng. Lần đầu tiên tôi đã làm một tiết mục mà nhảy một cách điên loạn đến như thế. Nhảy. Cùng bình chọn chị đẹp được yêu thích nhất hạng 1 trưởng nhóm thành đoàn cho đến 17 giờ ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Onlala. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thứ bảy hàng tuần 21 giờ 15 trên kênh VTV3, 21 giờ 45 trên YouTube.